Hello nha, chào cả nhà mình nha. Trước mắt màn hình của cả nhà mình là Phúc An City giai đoạn 3. Bên đây thì chưa có cho vào nha cả nhà. Có một lốc ở đây là xây xong rồi. Còn mấy cái lốc ở trong đây thì chưa nha cả nhà. Với lại cái nhà mẫu ngoài kia là xong rồi. Phải mà cho vô thì nhân vô quay cho cái nhà mình luôn. Tại trong đây thì trước giờ là chưa có ai làm video hết á. Chỉ có làm live cam bay ở trên thôi. Chứ còn mà chạy ở dưới đất thì chưa có ai làm. Bây giờ nhân sẽ chạy vào bên cái khu biệt thự, khu đợt 2 để quay cho cái nhà mình xem. Nhưng mà bên đó thì cũng chưa biết là có cho vào hay không nha cái nhà. Để nhân chạy qua thử, nếu mà cho vào thì nhân vào. Ở đây là nhìn qua bên kia là mình thấy đợt 2 nè, khu mở rộng đó. Rồi bên đó là biệt thự. Bữa nay là hoành tráng lắm rồi nha cả nhà, hầu như đã xong hết rồi. Và cũng một số cái tiện ích là bên công ty cũng đã làm cho khách hàng luôn rồi. Chẳng hạn như là hồ bơi, sân tennis, rồi phòng gym. Đó, như ở đây cho nhà nhìn qua là thấy nè. Đẹp tuyệt vời luôn đó nha. Để dân chạy thử bên đây. Thì nhân chạy đây một lát nhân phải bọc ra, tại vì nếu mà không có cho vô mà nhân chạy qua đó là tại giữ xe luôn á. Nói cái quỹ đất bên này là bên công ty đã lấy được hết rồi, nhưng mà khi nào làm thì chưa biết thôi nha cả nhà, chưa có thời gian chính thức. Nhưng mà quỹ đất thì đã mua được hết rồi và bây giờ cũng đã là quỹ đất sạch rồi, giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi chứ không có cần mà phải chạy tỏ đền bù gì hết. Nó nhà cửa là mình thấy là xong hết rồi, sang bằng hết rồi. Đó, ở đây mình có một cái hồ nè. Thì hồi trước là trên cái sơ đồ là một cái hồ nhưng mà chưa có. Thì bữa nay là mình xuống là mình thấy được cái hồ rồi nè. Thì xung quanh cũng đã trồng cây cối này kia và làm những cái thảm cỏ này kia đó cả nhà, để thành một cái hồ nước, một cái công viên lớn. Đó, bên đó là phòng gym, rồi cà phê bên đây, rồi sân tennis này, nói chung là đầy đủ hết những cái tiện ích. Và nhà thì nhận thấy là hầu như đã xong hết rồi, còn một số căn là đang chuẩn bị cất nóc nữa thôi. Rồi bây giờ nhân sẽ quay ra nha cả nhà. Đi xuống nhân làm một cái hợp đồng cho một anh khách hàng ở bên dự án Phúc An Garden á. Thì nhân sẵn nhân chạy vào đây cập nhật cho cái nhà mình xem luôn. Thì năm nay là đầu năm mới, thì hiện tại là chưa có giao dịch nào. Nếu như mà tính từ ngày hôm nay đi, tính từ ngày mà nhân up video lên, thì nếu như mà trong cái thời gian này mà anh chị cô chú khách hàng nào mà ví dụ như mình giao dịch với nhân bất kỳ một cái dự án nào, chẳng hạn như là Phúc An Garden hoặc là những cái dự án mà nhân đang bán bây giờ đó, thì nếu như mà anh chị cô chú nào mà mua đầu tiên, ký hợp đồng đầu tiên với nhân, giống như là cho nhân một cái lọc, thì nhân cũng sẽ trích riêng cái tiền hoa hồng của mình để nhân tặng lại cho cô chú anh chị nào mà giao dịch là 2 chỉ vàng SCC. Hình như là năm nay nó có vàng SCC mà nó có in hình con chuột á cả nhà. Rồi ví dụ như năm nay mà cô chú anh chị nào mà người đầu tiên giao dịch với nhân, thì nhân sẽ tặng cho cô chú anh chị 1-2 chỉ vàng SCC để coi như là mình lấy cái lọc đầu năm nha cả nhà. Rồi bây giờ nhân sẽ chạy vòng ra ngoài và nhân vòng qua bên chỗ dán Phúc An City giai đoạn 2 để nếu mà nhân vào được thì nhân sẽ quay cho cái nhà mình xem.
Còn nếu như vào không được thì mình sẽ hẹn một cái video khác. Rồi, thì xin mời cả nhà mình theo dõi nha. Rồi, cái đường này mình rẽ tay trái là mình sẽ chạy ra đường tỉnh lộ 9 nha cả nhà. Ở đây thì Nhân thấy có một cái con đường mới làm nè. Nhân chạy thử có thể qua được hay không. Giống như Nhân, các bạn sale khác thì Nhân không biết, nhưng mà riêng Nhân thì cũng có được một cái sự may mắn là hầu như bất cứ một cái dự án nào mà Nhân tham gia, Nhân bán là đều bán được hết. Bất cứ luôn nha cả nhà. Giống như dự án Phúc An Garden giai đoạn 2 này là Nhân bán cũng được 3 căn biệt thự. Nhưng mà có riêng cái dự án Phúc An Garden giai đoạn 1 á, là cái dự án đó là hầu như là Nhân chưa bán một cái căn nào hết, giống như là chưa có duyên với cái khu đó. Còn riêng tất cả những khu khác là hầu như là đều bán được hết. Bữa nay đẹp lắm rồi cả nhà, nhìn vào là thấy một cái sự hoành tráng liền. Bây giờ Nhân sẽ tắt máy nha, Nhân hỏi chú bảo vệ thử cho vào hay không. Để mình cầm cái máy quay là người ta không có cho vào. Đẹp quá cả nhà. Đó, trục đường chính của mình rồi cả nhà. Nhân hỏi chú rồi thì ví dụ như bình thường là nếu như mà khách hàng của mình á, mình có nhà ở trong đây thì mình xuống là sẽ có người dẫn đi vào. Còn ví dụ bình thường là không phải khách hàng là không có cho vào. Nếu có khách hàng là mình có cái hợp đồng hay là hồ sơ này kia đó thì sẽ cho vào. Rồi vậy bây giờ mình sẽ Nhân hẹn một cái video sau đi, Nhân sẽ đi vào để quay cho cả nhà mình. À, cái phần ngoài đây là của dự án tái định cư Xuyên Á nha cả nhà. Một căn nhà phải cất lên quá hoành tráng luôn. Đẹp lắm rồi mà vào không được hả? Nó còn cái đường bên hông. Cái đường bên hông thì hồi trước là bên phía công ty hoặc là nhân viên tư vấn là chỉ tư vấn trên sơ đồ thôi là có cái con đường. Nhưng mà lúc trước là cái đường này chưa có luôn nha cả nhà. Đường này mới làm đây và cũng sắp xong rồi. Nếu bên kia là mình thuộc của ấp 7 xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh rồi. Đó, thành phố Hồ Chí Minh mình á. Cách một con sông thôi. Bên đây là Đức Hòa, Long An. Còn cái con đường trục đường chính là cái đường Hà Di Phiên. Thì cái đường nó từ ngoài tỉnh lộ 9 mình chạy thẳng vào dự án là làm xong hết rồi, ok rồi. Còn cái đường này bây giờ là cũng chỉ chờ đổ nhựa nữa là cũng xong rồi. Đường này là lộ giới nó 17m đó cả nhà. 17m mình tính luôn cả vỉa hè nha. Thì ở phía dưới sông á là sẽ là một cái dạng như là một cái công viên vậy đó. Mình sẽ trồng cỏ đâu này kia. Nhưng mà dự án này là của Xuyên Á, nó không phải của Trần Anh mình. Nên bên đây là vỉa hè người ta làm xong hết rồi. Vỉa hè thì cái vỉa hè này chắc khoảng 4m. Nhìn rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn đó nha. Cây xanh thì cũng đang rất là tốt. Đó, những cái con đường nhánh này chảy nhựa hết rồi nè cả nhà. Hồi trong Tết là Nhân làm video nhiều lắm nha, nhưng mà chưa có nha, chạy thử nha. Đẹp quá đẹp rồi. Trời ơi, cái đường nó rộng. Rồi cái đường này là đường lộ giới nó tới 22m rồi cả nhà. Kinh khủng luôn. Bây giờ mà ở đây là trong khoảng tầm khoảng 20 triệu rồi, 20-25 triệu mét hết rồi. Không dưới nữa. Hồi khoảng 4 năm trước thì cái khu này là một cái lô mà ngang 4 dày 16 á, là có một khách hàng gửi Nhân là nó chỉ có 80 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ chắc nó khoảng gấp 10 lần như vậy, là khoảng 800. Nhân nghĩ sẽ hơn nhiều nữa. Bốn mười sáu thì nó 64m², thì nếu mà tính 20 triệu m² thì nó cũng khoảng 1 tỷ mấy rồi. Quá đẹp luôn, đường xá xong hết, nhà cũng rất là nhiều rồi. Hồi trước là cái khu này là độc nhất, là chỉ có hình như là Nhân nhớ không lầm là chỉ có 3 căn nhà thôi. Bây giờ là quá nhiều rồi.
À, còn đây là cái nhà máy xử lý nước nè cả nhà. Làm nhà máy xử lý nước đang ra sổ đang cho cái khu này nè. Bây giờ là nghị định mới rồi của nhà nước ban ra rồi, bây giờ là khu dân cư mà không có nhà máy xử lý nước là không có cho ra sổ hồng. Nói cái đường này là chạy thẳng ra luôn là gặp cái cầu cầu T là chính, hoặc là gọi là cầu tỉnh lộ chính á, là qua bên kia cầu là một bên là thuộc của Hóc Môn, một bên là của Bình Chánh, còn qua cầu là thuộc của Đức Hòa, Long An mình. Ở đây là xã Mỹ Hình Bắc nha cả nhà, bên kia xã Mỹ Hình Nam. Hồi trước mà cái công ty có một cái công ty họ mua lại trong đây và họ bán lại với cái giá là tầm từ 9 triệu tới 13 triệu mét vuông. Thì cái thời điểm đó mà bán cái giá đó là nó kinh khủng lắm cả nhà. Nó kinh khủng luôn á, không ai dám mua đâu. Mà cuối cùng bán cũng hết tại nó ngày đặt sốt. Thì bây giờ thì nói chung là người ta cũng lời rồi. Cũng 2 năm thì bây giờ 20 triệu, hơn 20 triệu mét vuông thì nó cũng khoảng lời gấp đôi rồi, 2 năm. Cũng quá ok. Rồi bây giờ Nhân chạy thẳng ra về lại Sài Gòn luôn nha cả nhà. Và thì Nhân xin nhắc lại hồi nãy là trong năm mới này, tính từ cái video này á, thì ví dụ như là anh chị cô chú nào mua giao dịch với Nhân đầu tiên thì Nhân sẽ tặng cho cô chú anh chị một cái lọc đầu năm là 2 chỉ vàng SCC có hình con khỉ. Ấy, Nhân xin lỗi, hình con chuột, tại năm nay năm chuột. Và cái video đó thì nếu như mà Nhân bán được cho cô chú anh chị nào đầu tiên là Nhân sẽ up video lên và tặng trực tiếp cho cô chú anh chị luôn. Để nhiều khi là nói Nhân nói phét. Còn nếu như mà cả nhà mình thấy Nhân mà không up cái video mà tặng vàng cho khách hàng là cả nhà mình cũng biết được một điều là Nhân bán không được rồi đó. Tại bán không được mới không up thôi. Rồi cuối video thì Nhân cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã dành chút thời gian theo dõi video của Nhân. Và Nhân chúc cho cả nhà mình một cái năm mới, năm 2020 có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, và làm ăn thì phát tài phát đạt, đặc biệt là vạn sự như ý. Bữa nay là những người dân ở dưới miền Tây đi lên Sài Gòn á rất là đông. Hồi nãy Nhân chạy xuống là cái chiều đi lên Sài Gòn mình rất rộng nha cả nhà. Nó bây giờ vẫn còn đông nè. Tại vì hôm nay là mới có mùng 8 Tết à. Rồi, Nhân xin kết thúc video. Nhân xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha.